Hello, hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì cuối cùng vị ninja mới tiếp theo cũng đã ra mắt rồi, đó là Obito. Đấy, thì cái này ai cũng biết rồi ha, Obito mang mặt nạ vàng nha anh em. Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em coi cái sự kiện ra Obito nè, rồi quay cuộn nè, rồi sự kiện web nè anh em, và đánh giá sức mạnh của con Obito một lần nữa theo cái cách khách quan của mình nha anh em. Nói chung là ngày hôm nay là video cũng hơi dài đó nên là anh em chịu khó coi ha. Rồi ok anh em, đầu tiên chúng ta coi sự kiện đi. Thì cũng như là những cái con ninja mới vừa ra mắt thì nó sẽ bán những cái gói pack để mà chúng ta có thêm được mấy cái con copy của con Obito ha anh em. Đây, gói pack đây, gói pack Obito đây. À, gói này thì cũng như mọi ngày thôi ha anh em. Rồi, đợt này là có huyền thoại những giả nữa nè anh em. Mấy cái này bữa giờ nó bán cái vé này mắc lắm, nên là anh em chắc cũng không có nên theo, ra coi cho vui thôi chứ không có nên theo mấy cái sự kiện này ha. Mấy cái móc cuối nó hay có copy lắm nè anh em. Bên này cũng có thêm rương hình nhân 2, hai cái rương hình nhân 10 sao. Coi coi, quay, cuộn nhiều thế à. Thôi nhưng mà để xem cho nó vui thôi. Cái này là bảo vật mới ngon nha anh em. Còn mà mấy cái cuộn này quá điều bình thường. À, đợt này không có đu top gì hết nha anh em. Không có đu top gì hết. Để mình coi coi. À, cái này là check-in, này là điểm danh nè. Ngày hôm qua mình hạng 38 của kinh nghiệm VIP anh em. Đó, nạp lấy hai cái bảo vật Rinnegan với lại cái Sharingan ấy. Nên là đợt này lên hạng khá là cao đây. Đây là cái Rinnegan của mình đây nè. À, chưa có mở ha. Đang đợi coi coi nếu mà con Obito nó mạnh á thì mở cho nó cũng được. Còn không thì mở cho sặc ha anh em. Đây, đây là cái Sharingan của mình đây nè. Đấy, mới ăn ở bên mấy ông thần tài ấy. Cũng hết hai củ mấy đó anh em. Khá là căng với lại 100.000 Rio ha anh em. 100.000 Rio giờ còn có 200.000 Rio à. Rồi, nhận quà top luôn đi. Rồi, khá là ngon nha. Đấy, rương đá sơ cấp đồ. Rồi, ok. Để coi coi còn gì nữa không vào trong phần sự kiện ha. Nạp liên tiếp cũng như là mấy sự kiện hàng ngày ha anh em. Đây, chiêu mộ đặc biệt. Chắc chắn 200 nhét chúng ta được con Obito rồi. À, rồi. Ở bên này có thêm cả rương đá sơ cấp với lại vé âm dương rồi nữa ha anh em. Tí hồi nữa mình sẽ chiêu mộ đặc biệt cho anh em xem coi tỷ lệ nó như thế nào. Chiêu mộ đại ninja nè anh em. À, đợt này cho thêm mấy cái vé âm dương rồi thôi ha. Vòng quay cũng vậy thôi, vòng quay cũng cho thêm mấy âm dương mà ít lắm nha anh em. Trời ơi, 400 nhét mà chỉ có hai vòng thôi, khá là căng. Tích lũy kinh nghiệm VIP coi đợt này có bảo vật nào xịn hay không. Rồi để coi coi 5.000 coi anh em, cái móc 5.000 mình hay canh me. À, vẫn còn nè anh em, móc 5.000 nó có cuộn đặc biệt nữa nè. Bữa đã đổi thành 80 cuộn chiêu mộ cao cấp, còn bây giờ nó đổi lại 70 cuộn đặc biệt rồi nè. 35.000 được 35.000, 65.000, 90.000 được Obito ha anh em. Mỗi cái là một copy. Ôi, nón Akatsuki chặn giảm thương 18 máu. Wow, 900.000 điểm VIP cho được con thỏ ngọc. Cái này là dành cho con Obito chứ đâu nữa anh em. Xét thương chuẩn công, trời ơi cái này xịn sò thực sự. Nhưng mà thôi, cái này là chỉ có ông Rách, ông còn nhìn, ông còn nản nữa nói chi. Rồi, tiêu phí Rio anh em. Rồi, ôi, tiêu 280.000 được cái đào xuân thôi anh em. 420.000 được con nhất vĩ hình. Rồi, 750.000 được cái viên hoa. Ủa, cái viên hoa này là như cái mới chúng ta giảm thương. Cái này không có miễn chống ha anh em. Không có miễn chống. Cái này gắn cho con Obito cũng được, tạm ổn. Chợ Hỏa Quốc nè. Chợ Hỏa Quốc đợt này như nó bán thêm cho chúng ta là mấy cái trách ra đại hỏa nè anh em. Trách ra đại hỏa nè, 30.000. Cái này anh em mua không có lỗ đâu ha. Chúng ta lời nguyên liệu lắm ấy. Cửa hàng sách hoán đổi, ui giời, ngon. Mua lẹ 8.000. Trời ơi, mấy sách hoán đổi này nhiều lắm nha anh em. Ông nào chiêu mộ đặc biệt là mấy cái sách hoán đổi này nhiều lắm. Nên là chỉ đợi event là chúng ta đổi mấy cái món đầu tiên này khá là ngon. Họ có thể đổi thêm mấy con food nữa ha anh em. 10 sao. Để mình coi coi. 200.000. Đổi một con luôn để làm cái gì anh em. Này là 50.000. 50.000 thôi, để đó đi, đến đó em căng quá. Trang bị Kage đó ha, cáp mổ sơn đại chiến những giả cho thêm một copy nữa nè. Thức tỉnh Obito ha anh em. 10 sao được một con, 13 sao được một con và cũng như là 15 sao tức là E5 á được một con. Cho thêm con hồi được 10 sao nữa. Nhưng mà ông nào mà căng lắm rồi mới lên được 13 sao ha anh em. Shop Kakashi, đợt này đánh boss Kakashi ha. Lấy điểm boss để mà đổi mấy cái 400 điểm đổi được một cái bảo vật đỏ à, ghê vậy. Hay xa. Căng đấy anh em, căng đấy. Cái này hơi căng đấy.
Rồi ok, để coi coi mình nếu mà mình đánh boss không biết được tới bao nhiêu. Bữa giờ không có dám nạp anh em ơi. Gói siêu hot cách ra đó nè. Mới nạp hai củ để mà lấy mấy cái bảo vật đó nên là đợt này nạp khá là căng đây. Gói siêu mảnh bùa, gói cuộn chi viện. Ôi, ngày hôm nay không có gói nào ngon hết ta, tiền tài danh vọng. Ngày hôm nay không có thấy gói nào ngon hết, chỉ có gói siêu hot mà nó bán như 200k lần anh em ơi, mắc lắm. Không có gói nào 100k hết nha, nên thôi. Rồi ok, đó, sự kiện đợt này đó chỉ vậy thôi ha anh em. Rồi để coi coi ra tướng mới rồi thì để coi ở ngoài web coi anh em. À đây là cái sự kiện gọi là truy tìm. À thôi, chúng ta phân tích tướng đi ha anh em, phân tích tướng một lần nữa đi. Đây, nó thuộc hệ hỏa. Đây, Obito, còn con kia là con Tobi nha anh em. Rồi, đầu tiên chúng ta coi cái nộ nó đi ha anh em. Để coi soi chỉ số của nó trước đi đã. Chỉ số của nó là công 50.000. Khá là cao anh em, công cao nha. Đánh giá công cao, tóc bình thường à, thủ bình thường luôn, máu cao, công cao nha anh em. Công với lại máu cao lắm. So với lại mấy con này là nó tới 50 mấy ngàn lận. Để mình coi coi máu thì công cao anh em so với lại cái con tướng mới ra đó là con Gaara thử coi. Đấy, máu 700.000 Gaara chỉ có 40 mấy ngàn đam thôi. Còn con này tới 51.000 đam luôn anh em, công cao thực sự. Đấy, nó là sát thủ và cũng như là thuộc vai trò tình vai trò sát thủ nè anh em. Đó làng lá ha, hệ hỏa. Rồi ok, ta cùng coi cái skill em nó cũng như là phân tích một chút và sức mạnh của em nó lại một lần nữa ha anh em. Là gây 300% công lên 4 kẻ địch có máu thấp nhất, nếu mà may mắn có 65% tạo thêm một đợt sát thương bằng 150% sát thương vừa tạo ra, tức là nó sẽ nhân tới gấp rưỡi đam anh em. À, nhân tới gấp rưỡi đam lận. 65% tỷ lệ này khá là cao luôn nha anh em. À, đồng thời tăng bản thân là 50 sát thương chuẩn. À, có cả sát thương chuẩn luôn nha anh em. Hiện giờ thì đánh tanker thì thôi ối giời ơi rồi. 4 mục tiêu. À, cái này là nó sẽ đánh vào 4 mục tiêu. À, nó sẽ có tỷ lệ nhân đam lên là gấp rưỡi. 4 mục tiêu đó luôn nha anh em. 4 mục tiêu đó luôn, khá là ok. Thứ hai đó là cái bị động là thế giới tuyệt vọng nè. Cái này là chỉ số nó dài ơi là dài luôn, mấy cái con khác á thường nó chỉ có 2-3 chỉ số thôi. Anh em, công máu chí mạng 3 cái, còn con này nó tới 5 chỉ số lận anh em. Công máu miễn chống chí mạng hút máu. Đó, quá bá luôn nha anh em. Công nè, máu là miễn chống nè, quan trọng nhất là hiện giờ những cái con tướng nó có 50 mà nó có miễn chống anh em nên là nó khá là thích hợp với meta. À, từ khi mà con mèo đồ ra các thứ thì nó đều có miễn chống cả ha anh em. 50% miễn chống. Anh em build thêm cái bảo vật mà có miễn chống 50% nữa là hầu như là anh em được tới 100% miễn chống cái khả năng bị dính mấy cái CC á, choáng nè, rồi câm lặng nè, rồi hóa đá rồi cái thứ đó, nói chung là mấy cái CC đồ đó anh em thì nó sẽ bị giảm khá là nhiều. À, để mà cho em nó còn quẩy trong cơm bắt chứ anh em. Rồi tiếp theo nữa là thông linh cụ vĩ ha. Cái này mới gọi là bá rồi anh em. Trong hai lượt đầu sát thương mỗi đợt phải nhận của bản thân là không vượt quá 20% máu tối đa trừ sát thương cuối lượt. Thì cái skill này nó sẽ tránh bị sốc đam bởi cái nộ của sặc nha anh em, bởi cái đánh thường của sặc ấy. Đó, nói chung là tránh được sốc đam của mấy con tướng mà đam cao ví dụ như sặc rồi đó anh em. Đó nên cái khả năng sống sót khá là ok. Đã vậy nó còn có hút máu nữa anh em, nó mất máu xong nó hút máu lại giống y chang sặc vậy đó. Sặc nó cũng có hút máu ha. Sặc hình như là hút 15 hay cũng 15 hay 20% gì đó. Con này thì là 15%, nói chung là đủ chơi rồi, đam to rồi hút đầy cây máu luôn á. Rồi tiếp theo nữa là xích ảnh nè. Khi bản thân gây ra sát thương chí mạng, bản thân là vĩnh viễn tăng 25% sát thương chuẩn nè, 35% chí mạng thêm nữa nha anh em. Đồng thời gây 300% công kèm 55% một đợt sát thương với một mục tiêu ở con máu thấp nhất. Thì cái skill này nói chung là nó sẽ đánh vào cái mục tiêu máu thấp nhất. Nó sẽ khiến cho kẻ địch nào mà máu thấp nhất đó anh em là sẽ đi bụi luôn. Đấy thì cái này là vét mạng khá là ok. Ví dụ như đứa nào đang ngáp ngáp á, thì nếu mà con này đánh chí mạng thì nó sẽ bồi thêm một nhát nữa nha anh em. Nó bồi thêm một nhát nữa. Nhưng mà nó sẽ có tỷ lệ 55% bồi thêm một nhát nữa nha anh em. Chưa kể con này á, nếu mà con Obito này nó nổ một phát thì nó sẽ nhân hai sát thương, nhân 150% sát thương, tức là gấp rưỡi đó anh em. Nếu mà chí mạng nó sẽ bồi thêm cái đánh thường này nữa.
Rồi cái đánh thường này nó mà bồi thêm một đợt sát thương nữa, nói chung là nó bồi tới nếu mà may mắn á, nộ mà chí mạng á thì nó sẽ gây đến gọi là 4 lần sát thương nha này, 4 lần sát thương. À, nhưng mà em nó có được chơi game hay không còn tùy thuộc vào cái bảo vật anh em đang cầm. Ví dụ như là hiện giờ đang cái meta gọi là câm lặng hóa đá choáng đồ của Danzo rồi đó, nên là anh em phải cầm cái bảo vật miễn chống cao cao một tí để cho em nó được chơi game, chứ em nó dính CC rồi coi như là chết tức tử nha anh em. Và sức mạnh của nó thì cần phải được kiểm chứng và cũng như là test một thời gian, sau đó thì chúng ta mới mang vào cơm bắt được. Ví dụ như con Gara để ngủ này thì nói chung là lúc đầu mà gặp cái đọc cái bộ skill nó thì cứ nghĩ nó không được chơi game, nhưng mà em nó là có cả miễn chống nè. Nói chung là dính CC thì nó cũng đi bụi đó, nhưng mà nếu mà anh em may mắn đóng văng ở hoa đá được những mục tiêu đằng sau á đó thì hỗ trợ team khá là tốt về cái mặt CC. Còn cái con Obito này á, nó không có CC nha anh em, nó là con tướng thuần đam luôn, nó là thuần đam luôn nha anh em, nó không có gây được một cái hiệu ứng gì cả đó, nên là không biết là nó có phải là bơm tấn hay là bơm xịt hay không. Vẫn phải trong cái thời gian test ha, anh em nhớ nhấn like, theo dõi kênh của mình để mình cập nhật cái sức mạnh của em nó là một cách ok nhất. Rồi, review tướng xong rồi thì chúng ta sẽ ra review cái sự kiện truy tìm Obito. À, thể lệ thì anh em có thể đọc ở bên này ha. Khi lật thẻ nói chung là nạp vô thì có thêm lượt, rồi chia sẻ đồ các thứ nè. Rồi cái gì đây? Chia sẻ trang để mình nhận lượt nha anh em, mỗi ngày một lượt chia sẻ trang. Được 2 lượt. À, nạp thẻ là được thêm lượt, đó là anh em tích lũy 50 lượt. À để mình coi quà tích lũy coi nè. Lật nhanh, tích lũy đổi quà, lật thẻ 10, lật thẻ đạt 10 nè anh em. Đó, được thêm mấy cái bùa nữa ha. Chà, lượt thẻ đạt 50 mà vẫn chưa thấy copy Obito đâu. Đợt này không cho copy anh em ơi, cho mấy cái cụ đặc biệt không à. Copy này hơi bị căng đấy. Tàn food không anh em? Food với copy rồi không à. Ủa cái này cái gì? À, quyển trục thần bí hả? Bảo vật. Rồi đó anh em. Rồi để coi coi quà, đây là quà số lượt tích lũy anh em. Cái này là số điểm. À, chúng ta lật là được điểm ha, còn cái này là số lượt nè. À, bên này nó mới cho 100 lượt là được một con Tobi nữa nè. 200 lượt được một con Tobi nè, 300 lượt được, 350 lượt được một con Tobi nữa anh em, với lại một vài cuộn đặc biệt. Đây nè, đó, nói chung là chúng ta đạt móc là được con Tobi cả, nhưng mà mấy cái móc cuối này thì hơi căng à. Hình nhân, ở cái này cái gì? Hiền nhân Sima, à má ơi 3.000 lượt, căng lắm anh em. Rồi, chung tay nhận quà. Anh em đang canh me cái quà 1M này nè anh em. Đợt nó tăng lên 2M mà giờ thấy nó giảm, nó còn 1M khá ok. Được hai con tui lận nha anh em, hai con Obito lận. Còn mấy cái này không có copy, toàn là mấy cái vật phẩm cùi cùi không à. Cái quà 500 này là mới có là cuộn đặc biệt nè. Đợt này cuộn đặc biệt nó không có cho nhiều nha anh em. Rồi coi quà danh sách vật phẩm xếp hạng đi. Để coi qua bên này đi anh em. 50 lượt, để mình coi coi mấy cái quà 50 lượt, coi 50 lượt được thêm một con Tobi, rương hình nhân 10 sao, rương hình nhân 9 sao 2 con, rương đá sơ cấp ngẫu nhiên là được 2 sao. Ồ. Rồi, gia tập Uchiha, đợt này chúng ta lượt là có cốt đó nha anh em, được 4 cái cốt, cốt Uchiha, làng lá Akatsuki, tốt cốt Obito. Đó, đây anh em. Rồi. Đây là quà ở trong mấy cái cốt nè anh em. Đấy, li cho anh em coi. Nói chung là mấy cái code này thì quay cũng khó lắm. Quà chung on server. Rồi đó anh em, đó là cái sự kiện web ha. Tí hồi nữa mình sẽ nạp cạc rồi mình ra mình lẫm cái sự kiện này sau. Thôi bây giờ quay luôn đi ha anh em, để lật thẻ, lật nhanh luôn đi. Ủa không đủ lật thẻ. Nãy gì? Nãy gì? Ủa, cái gì vậy? Chúc mừng nhận giả nhận được. Ủa cái này cái gì, code hả? Đừng nói là code nha. À, à không phải, không phải. Hình như là lực. Hình như là lực chúng ta phải trùng anh em ơi, phải trùng để đọc lại thể lệ coi. À, khi lực thẻ mặt nạ, được mặt nạ Obito ngẫu nhiên. À à, lực nếu mà anh em có để coi coi. Khi lật thẻ được mặt nạ Obito ngẫu nhiên được số điểm 1, 2, 4, 5, 6 và sẽ reset lại ban đầu rồi tiếp tục lật thẻ những giải hoàn thành nhiệm vụ. À, nếu mà anh em lật trúng mấy cái rương thì không được điểm hay sao đó anh em. Còn lật trúng cái mặt nạ thì chúng ta sẽ được 1, 2, 3, 4, 5 điểm ngẫu nhiên. À, rồi, để mình coi coi, hồi nãy là mình lật được một cái mặt nạ rồi.
mình được ba, mình được một điểm nha anh em. Đó, còn số lượt lật thì kệ. Rồi hiểu rồi ha. Trời ơi, đơn giản. Rồi ok, không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ vô làm 400 nhát. 400 nhát quay Obito nha anh em. Thường á thì mình sẽ nạp kẹt xong rồi mình quay, nhưng mà đợt này thì mình quay xong rồi mới nạp kẹt anh em. Để thử coi coi là cái nhân phẩm của mình coi nó có ổn hay không. Chết tôi rồi. Đây mình thấy anh em quay nó có ông hên và cũng có ông cũng xui. Làm 400 nhát trước ha anh em. Làm 400 nhát trước. Ui. Phút S. Ít thế. Một con. Mà quan trọng là Obito thôi. Hiện giờ thì ôi xời, Hanzo ạ. À. Mình cần Obito bạn ơi, mà không có. Ôi xời. What the hell? Vẫn là anh ấy nhưng mà anh ấy lạ lắm, Toby. Trời ơi là trời. Ê, có điểm đó nha anh em. Quay ra mấy con đó nhiều khi nó kéo theo con Toby nữa đấy. Lại là Hanzo ạ. À. Rồi xong. Đợt này chúng ta biết ai là người ám chúng ta rồi đúng không? Tuy anh ấy mạnh đó nhưng mà anh ấy là thuộc cái meta là cũ rồi. Bây giờ chúng ta là ít rồi nữa hả? Trời ơi, tôi cần rồi, biết ai ám theo tiếp theo rồi anh em. Tôi cần là tôi cần con Obito chứ không phải là Toby. Phiên bản này tôi không chơi được. Ơi sao mình nhớ có rất nhiều bạn thần tượng của Toby luôn á anh em, nhưng mà thực ra em nó thì nói chung là đam cũng tạm, nhưng mà bây giờ đưa vô thì thua. Sặc nó tán như một cái là gãy. Ai cha, nãy giờ đi chắc cũng cả trăm cuộn rồi mà sao chưa thấy ai hết vậy ta. Rồi xong luôn ạ. Hay da. Hay da. Phút cho ít nữa nha anh em. Đợt này phút S nó cho ít lắm. Rockly. Rồi luôn anh em. Ơi trời, ôi tôi bị nhiều thật sự luôn anh em. Áo Akatsuki nè, nhiều thật sự. Phải nói là quá trời luôn anh em, sau con Hanzo là nó đấy. Nữa hả? Trời ơi, giống như dạng như là trêu ngươi anh em này đó. À, đây rồi, anh ấy đây rồi. Kha 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 kha. Cuối cùng cũng ra một vị là ninja mới đầu tiên luôn nha anh em, Obito đầu tiên luôn. Cả hai phiên bản đều xuất hiện ở cùng một lượt quay. Đó, khá là ok. Dạng như là cho anh em cái con Obito mà mặt nạ màu cam á, để cho anh em hụt hẫng. Ừ ra rồi, ồ không phải. Đó là như vậy đó anh em. Rồi ra rồi thì mình sẽ đi ra để mình luyện bớt ninja rồi reset vòng quay rồi các thứ anh em. Để mình coi coi là mình lẫm bao nhiêu nhát rồi mới ra được con Obito đầu tiên. Ngày hôm nay thì mình ráng cố gắng là quay 400 nhát thử coi coi ra được bao nhiêu con anh em. Hy vọng mình sẽ ra được 2 đến 3 con. Còn không nữa cho thêm 1 con nữa là 4 con luôn cũng được. Úp nhẹ nhẹ lên test sức mạnh cũng như là coi skill các thứ cho anh em xem nha. Mình coi coi tiếng thì nó hơi bé anh em nha. Hình như là mình có mở tiếng lên rồi mà đúng không? Rồi để coi coi bao nhiêu nhát là ra được em nó đây. Đại ninja nè. Ấy chà. Không phải, lộn. 180 nhát anh em. 180 nhát ra được một con Obito. Gần 200 nhát luôn chứ bộ. Trời ơi á. Ok, vô làm thêm nhát nữa coi. Đây, nhát này là nhát thứ chưa. Nhát này là nhát thứ 190 nha anh em, 190. Nhát này là nhát thứ 200 nè. Rồi, ok, không thấy ai cả ha. Rồi, bây giờ bắt đầu tới cái đợt vòng quay thứ 2, 897 đúng không? Tí hồi nữa mình quay tới là 697 là ok, 697 là ok. Ha, nhị vậy. Cho em thêm một con nữa đi. Bali. Rồi. Bắt đầu là thấy ám ám là con nhị vĩ rồi đó anh em. Ám ám là con nhị vĩ rồi đấy. Rockly. Chưa thấy em nó đâu. Ôi, lại là con Toby. Trời ơi, nhiều thật sự. Má ơi, bây giờ dẫn đầu là con Toby này rồi đó anh em. Toby mặt nạ cam nè. Akatsuki nè. Chứ không phải là Hanzo nữa. Dạng như là hồi đợt á anh em quay con Danzo Kage, anh em còn nhớ không? Ra toàn con Danzo một mắt không à.
Đây, con đang đang con Danzo mổ mắt hả bạn em, cứ nhầm là ra được cái con Danzo Kage nhưng mà không phải. Đó, đợt này cũng y chang như vậy đó anh em. Nó ra con Tobi mặt nạ cam. Đó, như làm anh em làm tưởng là ra con Tobi kia. Nhưng mà không phải nha anh em, không phải. Rồi, xong. Thấy tình hình cũng không ổn rồi, 400 cuộn của tôi chắc được một con quá. Tiếp tục nha anh em, Rockley. 400 cuộn tệ lắm, phải được 2 con anh em. Mình thấy có ông xui đến nỗi là quay cỡ 600 cuộn mà không thấy con Tobi nào luôn. Boss ở trên rúp khóc lóc, sùm. Ây cha, ây cha, cho gì. Itachi Abu. Hồi nãy là mình nói bao nhiêu anh em? 690 mấy đúng không? Gần tới luôn rồi kìa. Nãy giờ quay gần 200 nhát luôn rồi nè. Jiraiya nữa chứ. Trời trời. Ở đây. Ô, oh, easy thế nhờ. Hảo la. À, ngon lành. Hai con nha anh em. À, để mình coi. 140 lượt quay đó nè. 140 lượt quay là ra ẻm đấy. Rồi. Ủa? Má ơi, mới dọn cái rương đây mà giờ đầy lại rồi. Ghê thật sự. Mới dọn đầy lại rồi anh em. À, mình còn cỡ 60 nhát nữa anh em. Để mình vô mình chiêu cho nó tròn 400 nhát luôn đi ha. Để coi ra nữa con Tobi nữa hay không. Sẵn lấy cái quà móc thứ hai luôn. Này, để coi. 140 nè, 140. Ủa, đâu rồi? Đây, y chang luôn anh em, tính như thần vậy đó. Thiết tế anh em, chắc thiết tế bớt hệ hỏa đi, tại bởi vì mình quay hệ hỏa nhiều quá. Rồi, build nhẹ nhẹ em nó lên để test skill được các thứ cho anh em coi ha. Để mình tìm ông nào lên nghe nhiều ấy. À, mượn về test cho anh em coi, đánh giá sức mạnh lại lần nữa. Không biết là nhiều ông là kêu nó lỏ, nó phế. Nhiều ông là khen nó mạnh, giờ cũng chả biết nó mạnh hay nó yếu. Nhưng mà theo mình đọc cái bộ skill mình thấy nó khá là cũng ok đấy. Nói chung có miễn chống rồi là cũng được. Nhưng mà bị cái em nó không có CC. À, nó chết ở chỗ đó đó nè. Trời ơi, phút quá trời. Chết rồi, chết tôi rồi, phút gì mà nhiều quá vậy. Rồi, hết rồi nha anh em, hết rồi nha. Rồi, ok. Còn slot nha. 60 nhát nữa nha anh em, hy vọng là 60 nhát này sẽ ra được thêm một con Obito nữa. Hai con rồi cũng khá là ok rồi, trung bình 200 nhát là sẽ ra một con. Nếu mà anh em may mắn thì anh em có thể quay ra được thêm. Rồi, xong, thấy không may mắn rồi đấy. Ôi, phút S cũng hiếm luôn anh em, nó cho một con hai con ngon. 20 nhát nữa nha anh em, 20 nhát nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái đợt quay đầu tiên. Itachi. Sau này ra Itachi Susanoo nữa thì thôi rồi, rồi xong. Không thấy nữa nha anh em, không thấy anh ấy nữa. À, vậy cũng được rồi. Đủ rồi đó anh em, đủ 400 nhát đầu rồi đó. À, ngày mai mình sẽ, nếu mà anh em ủng hộ mình sẽ quay tiếp anh em. Quay tiếp kiếm con mấy con copy nữa, 400 nhát. Rồi, lấy thêm hai con ở trong này nữa ha, mảnh của Obito nè. Đó, nó trả thêm lại cho chúng ta là được 20 cuộn đặc biệt. 300 trách ra đại hỏa đồ nè. Đó, rương đá sơ cấp, đồ bùa hộ mạng, rồi ok. Ổn ha, bây giờ vô úp cho em nó lên cái đã anh em. Úp cho em nó lên cái đã, ơi quên, nó nằm ở trong túi. Có nên nạp lấy một con không ta? Chắc là mình sẽ nạp mình lấy một con quá. Nếu mà nạp thì nạp ở trong cái gói ở ngoài đây nè nè. Gói ngoài đây nè, 200k nè. À, nó cho quà cũng ok. Này gọi là quà điểm danh đó nè. Thôi ra nạp luôn đi, lỡ rồi. Lấy quà điểm danh rồi sau đó vô vòng quay rồi các thứ nữa mà. Đây. Bánh Danzo Obito VIP. Cái này thì sao nè anh em? Đúng rồi đó, chắc nó đấy. Rồi, ok nha. Đấy, đúng rồi, đúng là nó rồi. Đó, một con nữa. Kinh nghiệm VIP, quà nạp, liên đồ, tùm lum. Đau lắm chứ anh em ơi. Rồi, vô đây thêm lượt ha anh em. 18k được một lượt. Quách, chúc mừng bạn nhận được một lượt nạp thẻ 18k. Ủa? Ủa là sao?
Ấy xoài, 200k được 10 lượt. Ủa? Sao nó cho mình một được một lượt lẻ, ta khó hiểu nha. Rồi xong. Khi nào mà lượt được mặt nạ nó mới tính hay sao đó anh em. À, mặt nạ nó mới ngưng ha. Trong quá trình quay thì chúng ta hai cái slot này dễ ra lắm. Đấy, được là ngưng. Dính mặt nạ là ngưng ha anh em. Chọn nữa, không ra hả? Đấy, ba nhét là được một cái. Thêm cái này coi. Ôi, không có rồi. Số lượt tích lũy 14. 14 lượt ha anh em, để coi số điểm của mình coi. Điểm mình được 9 điểm ha anh em, 9 điểm, 30 điểm mới được quà. Đó, nói chung là sự kiện này cũng khá là chua. Nên thôi nạp chơi chơi thôi anh em ơi. Rồi bây giờ vô úp cho em nó thôi anh em. Lấy sức mạnh được các thứ. Mạnh là được hai con ha anh em. Ủa đâu rồi? Đây. Ít ít. Đấy xoay. Phê, tướng mới mà có mạnh phê lắm anh em. Rồi hệ hỏa đúng không? Ba con ha anh em, hôm nay được ba con copy. Bobby thì một nồi. Ô. Nhận được thêm một con nạp với lại hai con quay. Đó, nói chung là được 5 con copy ngày hôm nay ha anh em. Ok, trang bị nhanh coi. Thôi để cái này từ từ nâng sau anh em, bây giờ là tăng sao cho nó cái đã ha. Tăng sao cho nó cái đã. Gắn vô làm gì? Làm văng ra ngoài luôn kìa anh em. Rồi, thức tỉnh tiếp. Không biết lên nổi 10 sao nữa, để coi thử coi. Chắc đủ anh em. Phút quá trời luôn. Siraya hai con. Ôi mém nữa, chọn bên này luôn rồi. 1, 2, 3. Một con copy nữa nè anh em. Đó. Chính sao, ngon lành. Hai con, vừa đủ lên 10 sao nha anh em. Vừa đủ lên 10 sao luôn. Khá ok. 250 cấp. Cái này mở được luôn rồi nè anh em. Mở được luôn rồi nè. Nâng cho em nó lên chút công 50 đi. Xây từ từ lên ha anh em. Không có vội. Rồi, cho em nó một chút máu rồi, các thứ rồi nè, 50 máu đi. Thôi hết bà luôn. Hết sách luôn nè em, dạo này sách hiếm lắm. Rồi ok nha, đồ bùa của em nó thì để mình nâng cấp. Nâng cấp bùa cho em nó luôn. Ôi, chơi cái bùa chuẩn luôn rồi anh em. Công rồi, xuyên thủ được các thứ ha. Để thử test thử cái bùa này coi. Trời ơi, mặc bao tay hồng đồ. Để mình lột đồ của con Na ra, mình cho gắn cho nó anh em ơi. Lột đồ con Na nổ ra gắn cho nó coi. Gỡ trang bị nè. Gắn cho con đâu rồi ta? Đây, Obito ha anh em, trang bị nhanh luôn. Đó. Xét thủ mà anh em, con Na là xét thủ dư bộ đồ nè. Đẩy qua cho em nó liền, bây giờ muốn lên E muốn lên E1 là chúng ta phải hai copy nữa nha anh em. Hai copy nữa. Rồi, ra test skill với lại DBK rồi nha anh em. Truy tìm cái này là nãy mới lật thẻ đó nè. Lấy quà rồi, ok ha. Rồi đi khiêu chiến với lại mấy bạn ở trong list fan coi. Tội phạm đốt làng. Trời ơi, đừng có nói ông kia ổng. Đây. Hàng về. Cái này được. Bỏ hết mấy con tướng mà mạnh ra nha anh em. Cho anh ấy vô. Ủa đâu rồi? Mèo đâu có mạnh đâu. Đây. Trời ơi, đánh thử coi anh ấy mạnh không nha anh em. Coi skill luôn. Ít 2 đi cho dễ xem. Trời ơi, dính hai con ảo thuật. À, anh em nghe tiếng xích không anh em? Nghe tiếng xích không? Chết tôi rồi, dính quả là khè đau quá. Quả chí mạng muốn chết luôn kìa anh em. Nếu có cái nộ coi thử như thế nào. Đây, nộ đây anh em. What? Cái quách trời heo, đam to vậy. Mấy ông này là cỡ E2, E3 nha anh em. Anh em nên nhớ là con Obito này á là nó mới là 10 sao thôi nha anh em. Mới 10 sao thôi. Wow, má ơi, nó cào cái phát nó căng thực sự.
kiếm ông nào yếu yếu đánh nha anh em. Nó đang yếu yếu đấy. À ông này được ấy, nãy giờ tôi đánh ông này rồi nè. Kiếm ông nào yếu yếu đánh mới ổn. Gara mới ra tù sao ông này ông build cái đội hình kỹ vậy. Thôi vẫn đánh ông này đi ha anh em, test lại cho anh em coi lần nữa đi ha. Má ơi con củ vị nó ta nó ra nó cào cho một cái đi bốn đứa luôn anh em, phải thực sự. Để coi mấy cái pha đánh double dam được cái thứ đó anh em. Con này thì bị cái nó không có nó không có đánh ké đồng đội ha anh em, tự nó gây chí mạng tự nó đánh thôi. Chuẩn bị nộ được rồi đó. Rồi. Wow. Dam nó to. Anh em thấy nó vừa nộ xong rồi nó nhảy vô đầu con Kakuzu nó đánh một cái nữa mà anh em. Đó là do nó gây chí mạng được đấy. Do nó gây chí mạng đó anh em. Quá ok luôn chú bộ. Nhưng mà cái này là mới có cấp nhỏ thôi nha anh em, còn cấp to hơn thì chúng ta chưa biết được nha. Đâu rồi, ông hồi nãy đâu rồi ta? Đây. Rồi, anh em nghe cái tiếng xích nó sen không anh em? Rồi, ồ chí mạng. Đó, nó chí mạng nó đánh ké thêm đường cái nữa anh em, tự động nó đánh thôi. Coi lại một lần nộ nữa thử nha anh em, mình thấy nộ nó đam to lắm. What the hell? Một nhát một. Ghê thật sự. Win luôn à. Oh man, thấy cũng khá tiềm năng đó anh em. Nhưng mà anh em đừng quên là cái con Tobi này là mình gắn cho nó bộ chỉ huy đồ bùa rồi các thứ cũng căng đó nha. Được 100 mấy con này là vừa up lên là có được tiên thuật luôn nha anh em. Mấy cái skill này cũng đã mát hết rồi. Mình sẽ thử cái khả năng là bị mất 20% máu của nó thử như thế nào ha anh em. Không biết là nó theo tên hay là theo lượt nữa. Coi thử coi. Không biết là nó theo tên hay là theo những cái đợt bị đánh đây nè, đợt bị đánh. Mất. À xíu máu à. Để coi coi. What? Anh em thấy chưa? Cái đợt đầu tuy rằng á là ví dụ như là 6 con nó dồn vào trong đầu con Obito á thì nó vẫn bị gọi là mất máu nhiều, nhưng mà một con sặc E5 giết không nổi một con Obito ở đầu game. Quái đạn Obito 10 sao đầu game anh em. Tuy rằng em nó nếu mà anh em nó bị dồn đam nhiều quá anh em thì nó vẫn sẽ bị mất chết ở cái tên đầu. Nhưng mà khi mà em nó bị đánh đó, nó không có bị chết ở cái tên đầu nếu mà sẵn nó tán vô nha anh em. Đấy, nó vẫn sẽ chết ở cái tên đầu, tức là nó sẽ né được hai đợt là đam vô trong người nó anh em. Không phải né nữa mà nó giảm nó chỉ còn 20% máu thôi, chứ không phải là nó kéo dài hai tên nha anh em. Nói chung là nếu mà hai tên thì bá quá. Chung là sẽ giảm được cái tình trạng là bị con sặc nó dồn đam chết. Có điều đó là quan trọng đó anh em. Rồi ok anh em đã test được cái thứ rồi xong xuôi rồi thì ngày mai mình sẽ chiêu mộ tiếp đồ cũng như đánh giá sức mạnh của em nó nữa, rồi ráng cố gắng up E lên đó để mà đánh giá sức mạnh một lần nữa cho anh em coi thử coi em nó có bá hay không. Đó thì mình sẽ đưa ra kết quả. Anh em nhớ like share kênh của mình để biết được kết quả nha anh em. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha.